liên tiếp phát hiện hơn 1 tấn hoa quả nhập lậu trong đêm. Liên tiếp trong các ngày vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hoa quả nhập lậu. Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tại thành phố Hạ Long, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý 4 phương tiện ô tô vận chuyển hoa quả nhập lậu. Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Đội quản lý thị trường số 1, đội cơ động, phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C244-71 do ông Hoàng Mạnh, Tuấn là lái xe đồng thời là chủ hàng, trên xe có 500 kg hoa quả nhập lậu. Cùng thời điểm đó, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hạ Long, liên tiếp phát hiện và xử lý các phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 14C18768, 34C17639, 14C14369 vận chuyển tổng số gần 1 tấn hoa quả nhập lậu. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo bình ổn thị trường. Các hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.